Chào mừng các em đến với môn khoa học tự nhiên 6. Chào tất cả các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Như các em đã biết, thực vật rất phong phú và đa dạng. Khi nói đến thực vật thì chúng ta không thể nào kể tên được tất cả các loài. Và sự phong phú và đa dạng đó được thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang bài 29, Thực vật. Mục tiêu của bài học hôm nay gồm có: đầu tiên, phân biệt được các nhóm thực vật trong tự nhiên dựa vào sơ đồ, hình ảnh và mẫu vật. Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên. Nhận thức được vai trò của thực vật với vấn đề bảo vệ môi trường. Vẽ được sơ đồ các nhóm thực vật. Phân biệt được các nhóm thực vật trong tự nhiên theo các tiêu chí phân loại đã học. Về nội dung, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là đa dạng thực vật và vai trò thực vật. Chúng ta đi vào phần nội dung đầu tiên của bài học hôm nay, đó là đa dạng thực vật. Thì thực vật có ở khắp mọi nơi trên trái đất, và ở Việt Nam, theo ước tính thì có khoảng gần 12.000 loài. Đối với ngành thực vật hạt kính thì có khoảng gần 10.300 loài. Ngành thực vật hạt trần có khoảng gần 69 loài. Ngành rêu có khoảng 481 loài. Và ngành dương xỉ có khoảng 691 loài. Thì các em hãy dựa vào cái số liệu về thống kê về số lượng loài của mỗi ngành thực vật thì các em sẽ nhận thấy rằng số lượng loài ở mỗi ngành là rất lớn và hoàn toàn khác nhau. Và cao nhất sẽ là ngành thực vật hạt kính và thấp nhất là ngành thực vật hạt trần. Từ đây chúng ta có thể rút ra được nhận xét: thế giới thực vật đa dạng và phong phú về loài, kích thước và môi trường sống. Với số lượng lớn thực vật thì các nhà phân loại học đã dựa trên những đặc điểm cơ bản của cơ thể, môi trường sống, hình thức sinh sản của chúng để phân thành các nhóm thực vật. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang các nhóm thực vật. Nhóm thực vật đầu tiên là thực vật không có mạch dẫn. Thực vật không có mạch dẫn là những loài có cơ thể không có mạch dẫn. Và ngành đại diện ở đây là ngành rêu. Thì theo các nhà nghiên cứu thực vật học, thì rêu là nhóm thực vật bậc thấp và không có mạch dẫn. Và đặc biệt là loài rêu tường, đây chính là đại diện điển hình cho thực vật không có mạch dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về môi trường sống của rêu. Loài rêu tường có thể sống trên đá, sống trên đất ẩm, ở chân tường, xung quanh nhà và có thể sống được trên những thân cây gỗ to. Thì môi trường sống của rêu có chung đặc điểm, đó là ẩm ướt và ít ánh sáng. Dưới đây là hình ảnh một cây rêu tường đại diện cho nhóm rêu. Thì rêu là nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn và trong tự nhiên, rêu có kích thước rất nhỏ bé và được cấu tạo đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của rêu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bộ phận của rêu. Bộ phận đầu tiên đó là rễ. Rễ ở đây là rễ giả và chưa có mạch dẫn. Gọi là rễ giả vì rễ của rêu chưa có cấu tạo đầy đủ như các loài thực vật khác. Chưa có mạch dẫn nên là chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh và thực hiện bằng cách thẩm thấu qua bề mặt. Bộ phận thứ hai của cây rêu là thân. Thân ngắn, không phân nhánh và cũng chưa có mạch dẫn. Bộ phận thứ ba là lá. Lá nhỏ, mỏng, có màu xanh và cũng chưa có mạch dẫn. Khi ta quan sát lá trên kính hiển vi thì chúng ta thấy rằng lá chưa có những đường gân. Mà đó chỉ là những tế bào được xếp sát nhau. Chính vì vậy mà rêu có thể sống được ở những nơi ẩm ướt. Thì sau một thời gian sinh trưởng, rêu sẽ mọc ra túi bào tử ở ngọn. Và đây được gọi là cơ quan sinh sản của cây rêu. Khi túi bào tử chín, nắp bào tử sẽ nở ra, làm cho các hạt bào tử bên trong bay ra ngoài.
Khi mà các hạt bào tử này gặp điều kiện thuận lợi ở đây là gặp thời tiết ẩm và nhiệt độ thấp, thì lúc này các hạt bào tử sẽ phát triển thành cây rêu con. Ở những nơi khô hạn và không có nắng thì rêu sẽ không sống được, vì rêu có cấu tạo đơn giản, không có mạch dẫn để hút nước nên không thể sống. Vì vậy mà rêu thường sống ở những nơi ẩm ướt nên chúng phát triển rất nhanh, dẫn đến gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại cây và các công trình xây dựng. Ngoài ra, rêu còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của chúng ta. Vậy để tránh những tình trạng trên, chúng ta cần làm gì? Thì để tránh tình trạng rêu mọc làm ảnh hưởng đến cuộc sống, chúng ta chỉ cần giữ cho khu vực đó luôn khô ráo và không ẩm ướt. Chúng ta tìm hiểu sang nhóm thứ hai, đó là thực vật có mạch dẫn. Thì thực vật có mạch dẫn là nhóm các loài thực vật có thân, lá và rễ thật, và cơ thể của các loài thực vật này là đều có mạch dẫn. Mạch dẫn ở đây chính là mạch vận chuyển nước và chất dinh dưỡng đến các cơ quan trong cơ thể thực vật. Thì thực vật có mạch có các ngành chính như sau. Đầu tiên là ngành dương xỉ, ngành thứ hai là ngành hạt trần và ngành thứ ba là ngành hạt kín. Thì đại diện cho ngành dương xỉ đó là cây dương xỉ. Môi trường sống của dương xỉ thường sống ở những nơi ẩm mát. Thì dương xỉ thường sống ở những bờ ruộng, ven đường đi, ở chân tường, khe tường hoặc là dưới tán cây trong rừng. Đối với lại cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ thì gồm có: đầu tiên là rễ, đây là rễ thật, rễ chùm gồm nhiều rễ có chiều dài gần bằng nhau và thường mọc tủa ra từ gốc thân. Bộ phận thứ hai là thân. Thân có hình trụ màu nâu, có phủ những lông nhỏ. Thân có hệ mạch dẫn, làm chức năng dẫn truyền nước và các chất dinh dưỡng trong cây. Lá thì có hai loại, đó là lá già và lá non. Thì lá già có kích thước lớn, phiến lá màu xanh sẽ nhiều thùy. Lá non thì ở phía đầu mình thấy là nó sẽ cuộn tròn lại. Khi quan sát mặt sau của lá già thì mình sẽ thấy những cái chấm nhỏ, và đây được gọi là ổ bào tử. Ổ bào tử chính là cơ quan sinh sản của cây dương xỉ. Thì khi các ổ bào tử chín, vòng cơ sẽ mở ra cho các hạt bào tử bên trong phát tán ra bên ngoài. Thì khi các hạt bào tử gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành nguyên tản, và từ nguyên tản sẽ phát triển thành cây dương xỉ con. Dưới đây là một số loài cây thuộc ngành dương xỉ mà chúng ta thường gặp. Thứ nhất là cây cỏ bợ. Thứ hai là cây lông cu ly, cây bèo ong và cây dương xỉ thân gỗ. Chúng ta tìm hiểu sang ngành hạt trần. Đại diện cho nhóm hạt trần là cây vạn tuế và cây thông. Môi trường sống chủ yếu là trên cạn ở những vùng núi cao, ví dụ như ở Mộc Châu, Sơn La hoặc là Lâm Đồng. Về cơ quan sinh dưỡng của cây thông gồm có: rễ, đây là rễ cọc, to, khỏe, ăn sâu xuống lòng đất và làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng. Bộ phận thứ hai là thân. Thân gỗ, mạch dẫn phát triển, gồm có mạch gỗ và mạch ray. Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên trên, và mạch ray có tác dụng là vận chuyển chất hữu cơ từ trên xuống dưới. Lá, lá hình kim, có loại thông hai lá hoặc là ba lá. Lá thông có đặc điểm là khi rụng, vị trí cuốn lá sẽ tạo thành sẹo trên cành và thân. Chính điều này làm cho cành và thân của cây thông luôn xù xì. Cây thông chưa có hoa và quả, cơ quan sinh sản là nón, gồm có nón đực và nón cái. Nón đực nhỏ màu vàng mọc thành cụm, nón cái to màu nâu mọc riêng lẻ. Khi nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy trong nón cái có chứa hạt thông nằm lộ trên lá noạn hở. Từ đây chúng ta có thể hiểu được
Hạt trần là những cây thân gỗ có kích thước lớn với hệ mạch dẫn phát triển, chưa có hoa, quả và sinh sản bằng hạt, nằm trên lá noãn hở của nón cái. Cuối cùng là đặc điểm của ngành thực vật hạt kính hay còn gọi là thực vật có hoa. Đối với ngành thực vật có hoa, chúng có môi trường sống rất đa dạng. Chúng có thể sống ở những nơi như là môi trường nước, môi trường trên cạn và kể cả môi trường đặc biệt khắc nghiệt như là môi trường có nhiệt độ cao như là sa mạc, hay là ở những vùng lạnh giá có nhiệt độ thấp, và kể cả môi trường có nồng độ muối cao nhưng vẫn có sự xuất hiện của ngành thực vật hạt kính này. Cô lấy ví dụ như là ở sa mạc thì có cây xương rồng, vùng lạnh thì có cây la bàn. Ngành thực vật hạt kính có cấu tạo hoàn thiện. Các em hãy quan sát sơ đồ cây có hoa. Thì cơ quan sinh dưỡng gồm có rễ, thân và lá. Thì lá có chứa lục lạp làm nhiệm vụ quang hợp tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Cơ quan sinh sản gồm có hoa, quả, hạt. Thì thịt quả bao bọc lấy hạt nên ta gọi đây là thực vật hạt kín. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu điểm giống và khác nhau giữa hai nhóm, đó là nhóm rêu và nhóm dương sỉ. Thì về điểm khác nhau, đối với loại cây rêu thì chưa có rễ chính thức, thân nhỏ, chưa có mạch dẫn. Đối với dương sỉ đã có rễ, thân, lá và có mạch dẫn. Điểm giống nhau, đều sống ở môi trường ẩm ướt, không có hoa, quả, hạt, cơ quan sinh sản là túi bào tử. Tìm hiểu về hai nhóm, đó là nhóm hạt kín và nhóm hạt trần. Thì điểm khác nhau, đối với lại ngành hạt trần, sống ở trên cạn, chưa có hoa, quả và hạt nằm lộ trên lá noãn. Đối với lại ngành hạt kín, sống trên cạn, dưới nước, đã có hoa, quả, hạt và hạt được bảo vệ trong quả. Điểm giống nhau, đều có mạch dẫn. Dựa vào những đặc điểm sai khác về hình thái, cấu tạo bên trong và đặc điểm sinh sản mà các nhà phân loại học đã chia giới thực vật thành hai nhóm chính với các ngành đại diện như sau. Giới thực vật dựa vào đặc điểm có mạch dẫn sẽ chia thành hai nhóm đối lập là thực vật không có mạch dẫn và thực vật có mạch dẫn, và ngành đại diện cho thực vật không có mạch dẫn là ngành rêu. Thực vật có mạch dẫn tiếp tục dựa vào đặc điểm có hạt sẽ chia thành hai nhóm, đó là thực vật không hạt và thực vật có hạt. Đại diện cho thực vật không hạt đó là ngành dương sỉ. Thực vật có hạt lại tiếp tục dựa vào đặc điểm đó là có hoa sẽ chia thành hai nhóm, đó là nhóm có hoa là ngành hạt kín và không có hoa là ngành hạt trần. Dưới đây là phần bài ghi, các em ghi bài vào cho cô nha. Một la mã đa dạng thực vật. Thế giới thực vật đa dạng và phong phú về loài, kích thước và môi trường sống. Tìm hiểu về các nhóm thực vật thì có hai nhóm, đó là thực vật không có mạch dẫn và thực vật có mạch dẫn. Thực vật không có mạch dẫn là những loài có cơ thể không có mạch dẫn, đại diện cho nhóm thực vật bậc thấp không có mạch là ngành rêu. Nhóm thứ hai đó là thực vật có mạch dẫn. Thực vật có mạch là những loài cơ thể có mạch dẫn, đại diện cho nhóm thực vật có mạch dẫn là dương sỉ, là thực vật có mạch không có hạt. Hạt trần, thực vật có mạch có hạt. Thực vật hạt kín là thực vật có mạch có hoa và có hạt. Tìm hiểu sang phần số 2, vai trò của thực vật. Để tìm hiểu về vai trò của thực vật thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của thực vật trong tự nhiên là gì. Như chúng ta đã biết thì hầu hết lượng oxy trong khí quyển là do cây xanh thải ra trong quá trình quang hợp, và cũng nhờ quá trình quang hợp thực vật đã tổng hợp được các chất hữu cơ. Đây là nguồn oxy cung cấp cho hoạt động hô hấp của động vật và con người, còn chất hữu cơ do cây xanh tạo ra là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật trong tự nhiên. Thì các loài động vật này lại là thức ăn cho các loài động vật khác. Cô lấy ví dụ như cỏ là thức ăn của châu chấu,
Châu chấu lại là thức ăn của ếch, và ếch là thức ăn của rắn, và rắn là thức ăn của diều hâu. Ta gọi đây là chuỗi thức ăn. Thì từ đây chúng ta nhận thấy rằng thực vật được xem là một mắt xích thức ăn. Thực vật ngoài cung cấp khí oxy và cung cấp thức ăn cho các sinh vật, thì thực vật còn là nơi ở và là nơi sinh sản của các loài động vật khác. Các em tiếp tục ghi bài cho cô nha. 25 mã vai trò của thực vật. Một nhỏ, vai trò của thực vật trong tự nhiên. Thực vật làm thức ăn cho nhiều loài động vật trong tự nhiên. Thực vật làm nơi ở cho nhiều loài động vật. Ta tìm hiểu sang phần hai nhỏ, vai trò của thực vật với vấn đề bảo vệ môi trường. Như các em đã biết, thành phần trong không khí gồm có khí oxy chiếm 21%, khí nitơ chiếm 78%, còn lại là khí carbon dioxide và một số chất khác. Trong đó, khí carbon dioxide chiếm khoảng 0,03%, thì động vật và con người sử dụng khí oxy cho quá trình hô hấp, đồng thời giải phóng khí carbon dioxide ra bên ngoài. Ngoài ra, quá trình đốt cháy nguyên liệu trong sinh hoạt cũng sử dụng khí oxy và thải vào không khí là khí carbon dioxide. Cùng với các hiện tượng tự nhiên như là núi lửa, cháy rừng, các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, giao thông sẽ sử dụng khí oxy và thải vào môi trường một lượng lớn khí carbonic và các khí thải độc hại khác, đã làm tăng tỷ lệ các chất độc hại trong không khí và làm cho lượng khí oxy trong không khí giảm, gây nên hiện tượng ô nhiễm môi trường và làm cho nhiệt độ trái đất nóng dần lên, và ta gọi đây là hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh đó, cây xanh có khả năng hấp thu một lượng lớn khí carbon để thực hiện quá trình quang hợp, tổng hợp nên chất hữu cơ và giải phóng khí oxy ra ngoài trường. Như vậy, chúng ta thấy rằng quá trình đó được lặp đi lặp lại tuần hoàn sẽ làm cân bằng khí oxy và khí carbon trong không khí, đảm bảo cuộc sống bình thường cho trái đất. Ngoài ra, hiện tượng thoát hơi nước ở lá cây còn góp phần làm giảm nhiệt độ môi trường, điều hòa khí hậu và làm giảm hiệu ứng nhà kính. Từ đây ta rút ra được kết luận về vai trò của thực vật đối với môi trường. Thì thực vật có vai trò làm giảm nhiệt độ môi trường, điều hòa khí hậu và làm giảm hiệu ứng nhà kính. Riêng đối với phần rễ của cây thì còn có tác dụng là giữ đất. Do đó mà khi mưa lớn, đất trên đồi trọc dễ theo dòng nước trôi xuống phía dưới, và lượng nước chảy của dòng nước mưa có ảnh hưởng rất lớn đến độ màu mỡ và khả năng giữ nước của đất, lâu ngày sẽ gây ra sạt lở đất và xói mòn. Dưới đây là những hậu quả của việc khai thác rừng quá mức. Đầu tiên là sẽ gây ra hiện tượng lũ lụt, hạn hán, sạt lở và xói mòn. Em đi tiếp bài học cho cô nha. Phần 2, vai trò của thực vật với vấn đề bảo vệ môi trường. Đầu tiên là cân bằng hàm lượng oxy và CO2 trong không khí, chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần 3 nhỏ, vai trò của thực vật trong đời sống. Ngoài ra, thực vật còn mang lại rất nhiều lợi ích cho con người và con người đã sử dụng chúng để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Đầu tiên, thực vật cung cấp cho chúng ta một lượng lớn lương thực, thực phẩm dồi dào và vô số loài cây ăn quả. Ngoài ra, còn cung cấp cho con người cây công nghiệp, cây làm thuốc và cây lấy gỗ. Các em tiếp tục ghi bài vào cho cô. Vai trò của thực vật trong đời sống. Đối với đời sống con người, thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu ngành công nghiệp. Bên cạnh những loài cây có lợi thì còn có một số loài cây có hại cho sức khỏe của con người chúng ta nếu như chúng ta sử dụng nó không đúng cách. Cô lấy ví dụ như cây thuốc lá. Đây là cây công nghiệp và lá của cây này được sử dụng làm thuốc hút
Và trong thuốc lá thì có chứa nhiều chất độc nicotine thường dùng để chế tạo thuốc trừ sâu. Nếu ta hút thuốc lá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, dễ gây ung thư phổi. Vì vậy ta không nên hút thuốc lá, đặc biệt là khi còn nhỏ tuổi. Loại cây thứ hai là cây thuốc phiện. Trong nhựa của quả tiết ra chất morphine. Đây là chất độc gây nguy hiểm. Khi sử dụng thì dễ gây nghiện. Khi đã mắc nghiện thì rất khó chữa. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây ra hậu quả xấu, không những là cho bản thân mà còn cho cả gia đình và xã hội. Và hiện nay ở nước ta đã phá bỏ những vùng trồng cây thuốc phiện. Cây tiếp theo là cây coca. Trong cây coca có chứa nhiều chất cocaine. Đây là chất kích thích và nếu sử dụng nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Thông qua bài học hôm nay thì các em đã biết vai trò rất là lớn của thực vật đối với đời sống của con người. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ thực vật. Để bảo vệ thực vật thì chúng ta có những biện pháp như sau. Đầu tiên là ngăn chặn chặt phá rừng. Thứ hai là trồng cây gây rừng, cấm buôn bán và xuất khẩu những loài quý hiếm, hạn chế khai thác gỗ quý, xây dựng vườn quốc gia và chúng ta phải tuyên truyền bảo vệ rừng. Đây là phần bài tập. Bài số 1. Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa? Ở đây có 4 đáp án, các em sẽ chọn một. Bài tập số 2. Các em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm rêu, dương xỉ, hạt trần và hạt kín. Bài tập số 3. Cho các từ. Các em hãy sử dụng các từ đã cho để hoàn thành đoạn thông tin sau. Bài số 4. Cho sơ đồ. Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trên sơ đồ. Từ sơ đồ trên, em có nhận xét gì về vai trò của thực vật? Dưới đây cô sẽ ghi lại phần bài ghi. Các em kiểm tra xem mình đã ghi đúng hay chưa. Nếu mình chưa đúng thì các em bổ sung lại. Dặn dò. Về nhà các em học bài, làm bài tập và chuẩn bị trước bài mới cho cô. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Chúc các em học tốt.